kết quả Leverkusen 2, 1 Bayern, hùng xám mất ngôi đầu. Một bất ngờ đã xảy ra ở trận Leverkusen vs Bayern khi hùng xám để thua ngược với tỷ số 1-2. Kết quả này khiến họ đã chính thức mất ngôi đầu trên bảng xếp hạng Bundesliga 2022-23 vào tay Dortmund. Bàn thắng Leverkusen vs Bayern. Leverkusen, Palacio, 55, Pen, 73, Pen. Bayern, Kimmich, 22. Bayern đang thăng hoa với chuỗi 4 trận toàn thắng trên mọi đấu trường. Chỉ phải làm khách trên sân của Leverkusen, hùng xám tự tin sẽ có trọn 3 điểm. Cửa thắng của Bayern càng lớn hơn khi họ là đội mở tỷ số ở phút 22 do công của Joshua Kimmich. Từ một tình huống phối hợp tấn công nhuần nhuyễn, Reka nhả bóng để Kimmich dứt điểm quyết đoán hạ gục Hradecki. Những phút sau đó, Leverkusen đã dồn lên tấn công đầy mạnh mẽ hòng tìm kiếm bàn thắng nhưng chưa thể thành công trong hiệp thi đấu đầu tiên. Tuy nhiên ngay đầu hiệp 2, đội chủ nhà đã làm được điều này. Leverkusen được hưởng một quả phạt đền và Edwin Palacio không mắc sai lầm nào để đánh bại Sommer gỡ hòa 1-1. Bị gỡ hòa, Bayern điên tiết dồn sức lên tấn công. Nhưng trong khi chưa thể tìm được bàn thắng thì họ lại bị thua thêm. Vẫn là một quả phạt đền và người thực hiện thành công vẫn là Palacio. Sau đó, dù thời gian còn rất nhiều, cộng thêm 9 phút bù giờ, nhưng Bayern vẫn không tài nào tìm được bàn gỡ và đành chấp nhận trận thua 1-2. Hùng xám hiện đã bị mất ngôi đầu vào tay Dortmund với một điểm kém hơn. Đội hình thi đấu Leverkusen vs Bayern. Leverkusen, Hradecki, Frimpong, Fosu-Mensah 90, Kosunulu, Tapsoba, Hincapi, Palacio, Demibay, Andrić, Diaby, Ta 90, Atli, Becker 84, White, Hlojek 84. Bayern, Sommer, Yelai, Upamecano, Pavard, Stanić 56, Davis, Reka, Mathis Tel 76, Kimmich, Cancelo, Gnabry 46, Sane, Mane, Coman 46, Müller, Musiala 46.